Vâng, xin được mến chào quý giả thân thương của quê hương thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thân yêu. Trước mắt của chúng ta sẽ là trận chung kết chung khổ cho bóng đá U14+4 tranh cúp Anh Bi Long Đại Ca lần thứ 9 năm 2023. Với sự góp mặt của Rồng Cỏ FC cùng với Bình Nghệ FC. Ở trận đấu thứ nhất thì Bình Nghị sẽ là đội giao bóng trước cho các bạn. Bình Nghị sẽ thi đấu trong trang phục sắc xanh đậm và bảo vệ khung thành bên phía tay phải. Theo hướng nhìn của quý giả, với đội hình số 7 đội trưởng Trí Tính, số 31 Thành Kiệt thủ môn. Trọng tài thầy Trung Trung đã cho hiệp đấu thứ nhất của trận chung kết đã bắt đầu. Số 20 Minh Thuận, số 10 Phúc Hưởng cùng với số 19 là Đình Phương. Về phía đoàn quân của quê hương thành phố Mỹ Tho Rồng Con, nòng cốt là mấy anh em của phường 2 sẽ mang đến trận chung kết của chúng ta với đội hình thủ môn số 25 Quang Trường. Xin cảm ơn các cầu động viên của thành phố Mỹ Tho. Số 4 Bảo Đen, số 31 Bình Trọng, Trọng Bình cùng với số 30 là Quốc Việt. Ở trong đội hình của anh Bi Long có hẳn không vào hai tổ đấu riêng biệt luôn các bạn ơi. Đường chuyền vừa rồi là hơi mạnh. Trước trận đấu này đã diễn ra trận tranh hạng 3, một cuộc đối đầu nội bộ của hai đại diện đến từ thành phố Mỹ Tho, đó là trẻ Mỹ Tho FC cùng với Mỹ Tho Football. Và trẻ Mỹ Tho đã có được chiến thắng 2-0. Không vào. Cú dứt điểm khá nguy hiểm về cầu môn của thủ môn Thanh Kiệt. Xin chào Trọng Rio, xin chào Nhật Kiên, xin chào Nguyễn Trọng Đức, xin chào Trọng Nghĩa. Xin cảm ơn bạn Nghĩa rất nhiều. Trường Giang, Minh Thuận là người cắt bóng. Đình Phương. Wow! Đã có bàn thắng mở tỷ số rồi các bạn ơi, dành cho Rồng Cỏ FC. Gia Tưởng là người ghi bàn. Gia Tưởng với một màu tóc có phần hơi nổi bật tí xíu nha các bạn. Chỉ số màu số 10, chúng ta có thể dễ dàng nhận biết Gia Tưởng ở trong sân. Ở những giải đấu trước thì đơn vị truyền thông thường xuyên hợp mặt cùng với mấy anh em của anh Bi Long. Sau bàn thắng này thì trận chung kết của chúng ta sẽ còn trở nên hấp dẫn hơn nữa các bạn. Thế trận sẽ mở hơn sau những phút đầu có phần hơi thăm dò. Gia Tưởng, không có lỗi. Gia Tưởng, cú dứt điểm của Phúc Hưởng mà trúng vào một trung vệ áo xanh của Rồng Con. Trận đấu của chúng ta đang được phát trực tiếp trên nền tảng Facebook truyền thông thể thao Gold Media. Một cú chích bằng mũi dài của Gia Tưởng. Sau trận chung kết mà các bạn đang theo dõi thì anh Bi Long vẫn còn một trận đấu sân bảy nữa nha các bạn. Trận đấu cũng sẽ được phát trực tiếp trên nền tảng Facebook truyền thông thể thao Gold Media. Trường Giang, được chuyền dành cho Trí Tính.
Trí Tính và Minh Thuận là hai cầu thủ khá quan trọng phía Bình Nghị AFC. Đường chuyền của Minh Tân. Minh Tân còn có biệt danh là Tăng Bò. Thịnh Mèo. Đường chuyền chính xác của Thịnh. Quá đông các trung vệ của đội bạn. Rất nỗ lực Trường Giang. Trường Giang chịu khó tranh chấp cùng với các chân sút của đối phương rất là nhiều trong hiệp thi đấu thứ nhất. Đinh Ngọc Tài đã có lời nhắn là Tân một cú ghi bàn được một ly trà đá. Xin cảm ơn Nguyễn Minh Chiến. Minh Chiến thì cổ vũ cho Trí Tính cố lên. Thịnh Mèo. Thịnh Mèo đang yêu cầu các người đồng đội phải di chuyển nhiều hơn mới có thể tạo ra khoảng trống được các bạn. Gia Tưởng. Phải sẽ hợp lệ. Không có lỗi, Gia Tưởng đã bị ngã. Trận chung kết đang diễn ra vô cùng kịch tính các bạn. Đức Tính đã có lời nhắn Tính nhỏ cố lên. Nguyễn Trọng Đức thì cổ vũ cho Minh Thuận cố lên. Xin cảm ơn quý khán giả rất là nhiều. Thanh Kiệt. Quang Trường. Phát phát cổ vũ cho Minh Thuận cố lên. Càng về sau thì càng có đông đảo khán giả đang tương tác trên nền tảng truyền thông thể thao Facebook Gold Media. Những bình luận của khán giả và những lượt share sẽ khiến giúp cho hình ảnh bóng đẹp càng là tỏ hơn. Không được. Bóng lực của Trường Giang. Thủ môn Thanh Kiệt đã băng ra chính xác. Nếu không thì Trường Giang có thể sẽ mang về bàn thắng tiếp theo cho đồng đội AC. Một đường chuyền hơi mạnh sang bên là cánh trái cho Trí Tính. Đấu của Rồng Con, vận động viên nhận thấy là chất lượng hơn so với các đại diện còn lại. Không chỉ Bình Nghị mà các đội bóng khác cũng chưa chắc có thể đi đầu với Rồng Con FC ở trận đấu ngày hôm nay. Trước khi bước vào trận đấu này thì đội chủ nhà được đánh giá cao hơn. Quý khán giả cũng dự đoán là anh Bi Long sẽ giữ lại chiếc cúp vô địch ở giải đấu lần thứ 9. Gia Tưởng với một lực lượng của mình vào. Gia Tưởng đã có được một cú đúp ở trong trận chung kết rồi các bạn ơi. Tỷ số sẽ được nâng lên thành 2-0 dành cho Rồng Con. Trận đấu đã diễn ra không khác gì so với dự đoán của chuyên môn lúc ban đầu. Rồng Con thể hiện một tập thể có sự chuẩn bị chiến thuật rõ ràng từng vị trí trên sân. Rồng Con vẫn còn thứ hai ở bên ngoài sân sẵn sàng được đê được tung bò sân nha các bạn. Trường Sang là người có một pha đi bóng vừa rồi. Chỉ số mà áo số 1. Gia Tưởng. Khả năng dứt điểm của Gia Tưởng tương đối tốt các bạn. Đặc biệt là những tình huống bóng sống.
Minh Thịnh. Minh Thuận. Gia Tưởng. So với Rồng Con thì Bình Nghị chỉ xuất phát từ những nỗ lực cá nhân, đến từ Trí Tính hay là Minh Thuận nhiều hơn, chứ không có những bài phối hợp khá nhường nhịn giống như là Rồng Con FC. Tỷ số 2-0 cũng đang thể hiện đúng với thế trận. Hai bàn thắng ở trong hiệp đấu thứ nhất của trận chung kết đều được lập bởi Gia Tưởng, chân sút mạo số 10. Không vào. Lần đầu tiên ở trong trận đấu này mà thủ môn Quang Trường mới có dịp chịch trổ tài. Xin chào Hoài Đô. Hoài Đô đã có lời cổ vũ dành cho Tính Nhỏ ghi bàn có một vé ước mơ. Vâng, vậy là đã có bàn thắng tiếp theo nữa rồi các bạn ơi. Tỷ số sẽ được nâng lên thành 3-0 dành cho đoàn quân của anh Bi Long đại ca. Bàn thắng sẽ được tính cho Trường Giang nha các bạn. Xin lỗi, không phải. Minh Tân. Mặc dù cú dứt điểm của Minh Tân đã trúng vào một hậu vệ của đội bạn mới đi vào trong lưới. Bóng đã trúng vào Trường Anh cua đất. Không thể trách cua đất được các bạn. Đó cũng chỉ là một nỗ lực phá bóng thôi. Cua đất đã hoàn toàn bị động ở trong bàn thua. Gia Tưởng. Xin chào Minh Khang. Xin chào anh Kiệt Bí Bí. Xin chào Đức Tính. Đức Tính cũng đã có dự đoán cho kết quả của trận chung kết rồi các bạn. Minh Thuận. Xin cảm ơn Ngọc Nguyễn Trọng Đức. Trọng Đức đã có lời khen quá đẹp. Tỉnh táo lại Bình Nghị ơi. Thời gian là vẫn còn nha mấy bạn. Đình Phương. Quả đá biên tiếp theo dành cho đoàn quân áo xanh. Xin cảm ơn Minh Chiến. Trận đấu bắt đầu tiếp tục. Di Linh. Sự góp mặt của Di Linh Lukaku mém tí nữa là mang về bàn thua cho đội nhà các bạn. Quang Trường. Vào. Bước ngoặt của trận đấu đã được tạo ra ở trong hiệp đấu thứ nhất rồi các bạn ơi. Tỷ số sẽ được rút ngắn còn 1-3 dành cho Bình Nghị FC. Đình Phương là người ghi bàn. Tia hy vọng vừa được thắp lại phía Bình Nghị. Cũng phải có lời ngợi khen cho tinh thần chiến đấu, đặc biệt là Trí Tính Minh Thuận cùng với thủ môn Thanh Kiệt. Đình Phương. Hoài Đô đã có lời nhắn là Tính Nhỏ đi bộ không vậy mày. Xin cảm ơn bạn Hoài Đô.
bản tính nấp nãy giờ mà người bạn của mình cũng thấy được các bạn ơi. Ở trong bóng đá mà chúng ta không di chuyển là dễ bị thiếu người, sẽ dẫn đến bàn thua cao lắm nha các bạn. Dù chúng ta thi đấu chưa thật sự xuất sắc nhưng cũng phải theo người thật là sát. Cơ hội, nỗ lực của Phúc Hưởng. Cú dứt điểm chưa thành công của Trà Tưởng. Xin chào Hoàng Phúc. Trà Tưởng. Quá đông cái hậu vệ của đội bạn đã vây quanh Trà Tưởng. Trí Tính. Trí Tính còn có biệt danh là Tính Nhỏ các bạn. Người bạn thân Hoài Đô cũng đang theo dõi Trí Tính thi đấu. Wow! Minh Thuận, cầu thủ mang áo số 20 đã thắp lên tia vọng lớn nữa dành cho Bình Nghị 2-3 rồi các bạn ơi. Cách biệt chỉ còn một bàn thôi. Hoan hô tinh thần thi đấu của Bình Nghị FC. Tuy không được đánh giá cao hơn về khả năng có được chiếc cúp vô địch, nhưng Bình Nghị đã cho chúng ta thấy được tinh thần chiến đấu của đội bóng này là mạnh như thế nào, với bằng chứng là đã có được hai bàn rút ngắn tỷ số của Minh Thuận và Đình Phương. Minh Tân. Minh Tân U14 mà Bình Đăng Duy nhận thấy không khác gì so với bạn U18 các bạn. Có lẽ là thể hình của Minh Tân tốt, cũng bình thường thôi các bạn ơi. Việt Nam của chúng ta cần phải có những cầu thủ trẻ thể hình tốt như vậy thì tương lai mới có thể tìm được tấm huy chương ở SEA Games đó các bạn. Indonesia ở giải SEA Games vừa rồi là lại cảnh báo cho cả Việt Nam cũng như là Thái Lan. Chúng ta đã ngủ quên trên chiến thắng quá lâu, cứ tưởng rằng mình là ông vua của Đông Nam Á. Minh Tân. Xin chào Nhật Kiên. Đức Tính đã có lời cổ vũ là cố lên Bình Nghị. Đã có lỗi các bạn. Thịnh Mèo là người phạm lỗi. Thịnh Mèo cùng với Minh Tân đang cho thấy được hai cầu thủ này rất là dày dặn. Thi đấu không hề có sự nao núng. Xử lý bóng khá bình tĩnh. Anh Bi Long đã lựa chọn rất là kỹ lưỡng về lực lượng trước giải đấu ngày hôm nay. Cơ hội. Phúc Hưởng. Tăng Bò là người can thiệp. Đình Phương. Được chuyện hay mạnh của bạn Phương. Nguyễn Minh Chiến đã có lời nhắn là Minh Thuận tao gánh còng lưng. Xin cảm ơn bạn Minh Chiến. Minh Thuận đến từ Bình Nghị FC các bạn. Hình như Bình Nghị là ở quê hương Gò Công không mấy bạn ơi. Không vào pha dứt điểm của Minh Thuận. Minh Thuận chính là người đã có được bàn thắng rút ngắn tỷ số còn 2-3 ở trong hiệp đấu này.
nếu giành được chiến thắng ở trong trận chung kết thì chúng ta sẽ có được tấm huy chương vàng cũng như là chiếc cúp vô địch. Không vào. Nỗ lực cản phá của Quang Trường. Quả phạt góc dành cho Đình Phương. Phúc Hưởng đã hơi bị giật mình. Trọng tài đã cho hiệp đấu thứ nhất được kết thúc. Tỷ số đang là 3-2 nhưng về Rồng Con FC. Xin hẹn gặp lại các bạn trong mấy phút nữa nha. Chúng ta cùng trở lại với hiệp thi đấu thứ hai các bạn. Kết thúc hiệp đấu đầu tiên của trận chung kết vừa rồi thì Rồng Con đang tạm dẫn trước Bình Nghị với tỷ số là 3-2. Trong hầu hết thời gian của hiệp 1 thì thế trận nghiêng về Rồng Con FC. Tuy nhiên khi mà hiệp đấu thứ nhất đã trôi về nửa sau thì Bình Nghị đã vùng lên rất là mạnh mẽ với nỗ lực của Minh Thuận, Trí Tính, Tính Nhỏ, Đình Phương cùng với Phúc Hưởng. Và trong những nỗ lực không biết mệt mỏi vừa rồi thì Bình Nghị đã mang về hai bàn thắng vô cùng quý giá của Đình Phương cùng với Minh Thuận. Rút ngắn tỷ số của trận đấu chỉ còn một bàn thôi các bạn. Trọng tài chính đã cho hiệp đấu thứ hai để bắt đầu. Đây là trận thi đấu chung kết chung khổ giải bóng đá Tứ Hùng U14+4 tranh cúp Anh Bi Long Đại Ca lần thứ 9 năm 2023 diễn ra tại sân cỏ nhân tạo
Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Sân bóng của Mr. Vũ. Trước trận đấu này thì anh Bi Long cũng đã tổ chức một giải đấu trước Gia Tởn vào buổi sáng. Vâng, vậy là Gia Tởn, cầu thủ mang áo số 10, sẽ lập được một cú hat-trick với 3 bàn thắng dành cho đội nhà các bạn. Bàn thắng này sẽ nới rộng cách biệt thành 4-2 cho Rồng Con. Tăng Bò, vẫn là Tăng, bạn Tăng. Đường chuyền của bạn Tăng dành cho người đồng đội Gia Tởn, hơi khó khăn cho Tính Nhỏ. Tính Nhỏ đang gặp phải sự đè bám quá sát sao của các không vào. Một cái dứt điểm khá căng bằng chân trái của Gia Tởn. Tuy nhiên thì pha dứt điểm vẫn chưa đủ độ khó để chiến thắng được thủ môn Thanh Kiệt. Rất hay, Minh Thuận. Minh Tân đã bị đau sau nỗ lực phá bóng vừa rồi. Xin chào Minh Khang, Hoài Đô, Trường Vũ. Trường Vũ có gọi là cầu thủ dành cho bạn Minh Luân. Xin cảm ơn anh Nguyễn Thanh Long, 15 đại ca đã chia sẻ cho buổi live stream của chúng em. Minh Chiến đã có lời nhắn về bắn Free Fire nè Tính Nhỏ ơi. Xin cảm ơn Minh Chiến. Bây giờ đang tập trung cho trận chung kết mà mấy bạn còn chi phối leo ganh nè mấy bạn. Vẫn còn Chí Tính đang rất là căng thẳng và tập trung gánh cho đội nhà cùng với người đội Minh Thuận. Minh Khang đã có vũ cho Bình Nghị cố lên. Tuy không được đánh giá cao so với đối thủ Rồng Con FC, nhưng mà Bình Nghị lại có được sự ủng hộ đông đảo của quý khán giả gần xa ở trong trận chung kết. Bây giờ trời đã chuyển qua rất là mát mẻ mà muốn chuyển mưa luôn rồi các bạn ơi. Không đâu, đã không còn những cái nắng oi bức giống như là từ sáng hay là buổi trưa của trận đấu ngày hôm nay. Thời tiết như vậy sẽ giúp cho các cầu thủ có điều kiện thuận lợi hơn. Tính Nhỏ, xin chào Di Lộc. Bây giờ thì Tấn Anh cũng đang ngồi khá gần với vị trí của bình luận viên. Tấn Anh đã cổ vũ ở trong những phút đầu của trận chung kết nha các bạn. Đường chuyền hay của Quốc Tiến. Tăng Bò, xin chào Phát Phát. Phát Phát cũng có lời cổ vũ dành cho Bình Nghị. Ngọc Hải thì có lời cổ vũ dành cho Tăng Bò. Tăng Bò cũng là một game thủ phai phai nha các bạn. Xin chào Di Lộc. Di Lộc đã có lời nhỏ, lời nhắn cho Tính Nhỏ là em yêu anh. Tính Nhỏ ơi, xin cảm ơn bạn Di Lộc. Quá nhiều cổ động viên chi phối cho bạn Tính Nhỏ, các bạn hết ngủ leo ranh rồi, bây giờ yêu anh nữa.
Không biết là tính nhỏ có thể gánh tìm được hay không. Chuyển xuống màu số 7 Trí Tính. Thấy chưa em? Thấy chưa? Camera chỉ không thấy tao á. Người đặc biệt của Tân Bò đó là Kim Xuân cũng đang theo dõi trận đấu này nha Tân Bò. Sau trận đấu chung kết thì ban tổ chức Anna Bi Long sẽ tiến hành lễ trao giải cùng với danh hiệu cá nhân và danh hiệu tập thể nha các bạn. Gia Tưởng. Cú dứt điểm hơi mạnh của Tân Bò, khi biết được người đặc biệt của mình đang theo dõi thì Tân Bò đang nôn nóng có được bàn thắng. Xin chào Ngọc Hải, Tường Giang, Hoàng Phúc, Trọng Minh Phát. Gia Tưởng. Không vào. Và dứt điểm bằng chân phải kỹ thuật của Gia Tưởng nhắm vào góc xa cộng bộ khung thành của đội bạn. Xin chào Minh Thịnh. Minh Thịnh cũng có lời cổ vũ dành cho Bình Nghị. Không biết sao Minh Thịnh thả icon phẫn nộ vô là buổi livestream của chúng ta các bạn ơi. Nguy hiểm. Vâng, vậy là Gia Tưởng sẽ có thêm bàn thắng. Hàng phòng ngự của đội bạn vô cùng khó khăn khi phải đối đầu với Gia Tưởng, cầu thủ có kỹ thuật cá nhân cùng với khả năng dứt điểm tốt. 5-2 dành cho đội bóng của anh Bi Long đại ca. Chúng ta cùng xem lại sự vất vả của các hậu vệ phía Bình Nghị. Nguy hiểm. Tuy nhiên thì Bình Nghị cho chúng ta thấy được là đội bóng này sẽ không có từ bỏ cuộc đâu các bạn ơi. Đặc biệt là ba cầu thủ chủ chốt Trí Tính, Minh Thuận, Đình Phương và cả Phúc Hưởng. Sẽ là một quả đá phạt. Bình Nghị phải tận dụng tốt các cơ hội, đặc biệt là những tình huống cố định. Không có nhiều cơ hội. Cú đá bồi vẫn chưa thể vượt qua được thủ thành Minh Luân. Minh Luân đã vào thay cho Quang Trường trong trận đấu thứ hai. Trên ảnh đó là trưởng ban tổ chức anh Bi Long nha các bạn. Từ nãy giờ em cameraman mới tìa anh Long một khoảnh khắc. Không biết là lần sau anh Bi Long có kêu em cameraman quay nữa không. Cú dứt điểm ở tiếng 2. Bình Đăng Quyền cảm nhận được tình cảm cũng như là sự yêu quý của anh Bi Long dành cho ekip của chúng em. Tuy nhiên thì kinh tế, giá cả hợp lý thì sẽ được ủng hộ nhiều hơn. Bệnh ekip cũng như là mấy anh em truyền thông Gomeda cũng chia sẻ với anh Bi Long trong thời gian vừa qua. Nhiều khi tổ chức cho mấy bạn mà anh Bi Long phải bù tiền đó nha các bạn ơi. Rất là chia sẻ cho người anh có tình yêu bóng đá đến từ thành phố Mỹ Tho. Gia Tưởng. Để tổ chức một trận đấu thì chúng ta có rất là nhiều vấn đề. Quả đá biệt tiếp theo. Xin cảm ơn Châu Minh Phát, xin mời Ngọc Hải, Nguyễn Thanh Phú. Xin cảm ơn khán giả, rất đông khán giả đang thả icon cũng như là tương tác cho buổi livestream. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Không vào. Cố lên mấy bạn Bình Nghị ơi. Còn Thảo là mình còn gỡ. Vâng, vậy là đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho Bình Nghị. Ôm bóng lên tính nhỏ ơi. Tỷ số sẽ được rút ngắn còn 3 năm.
Những nỗ lực không biết mệt mỏi của đại diện Bình Nghị FC đã được đền đáp với bàn thắng vừa rồi. Bóng đã trúng vào một trung vệ của Rồng Con đi vào trong lưới các bạn. Bàn thua vừa rồi đã khiến cho anh Bi Long đã có phần hơi lung lay. Tuy cổ vũ cho Bình Nghị nhưng mà Bình Đăng Viên cũng mong muốn là Rồng Con có được chiếc cúp vô địch nha các bạn. Rồi. Nhưng mà người tính không biết có bàn chạy tính hay không hả anh Bi Long? Đây nè. Tính nhỏ đang lầm le lấy đi chiếc cúp vô địch khỏi tay của anh Bi Long. Nhưng mà đã có lỗi. Tuy nhiên các cầu thủ của chúng ta cần hạn chế những pha bóng nguy hiểm các em. Bảo đèn đã được tung vào sân. Người anh em đến từ phường 2 thành phố Mỹ Tho. Anh Bi Long có rất nhiều trợ lý luôn các bạn. Từ sáng giờ trợ lý ăn 3 tô mì rồi. Quả đá phạt dành cho Gia Tưởng. Cơ hội Minh Thuận. Quá đông các hậu vệ của đội bạn. Minh Thuận cần phải có được sự hỗ trợ. Minh Thuận không vào các bạn ơi. Mấy em Bình Nghị là mà càng đá càng hay nha mấy bạn. Lẽ ra là bị đối thủ dẫn trước thì chúng ta sẽ có phần hơi nản lòng. Tuy nhiên thì Bình Nghị là chiến đấu cho tới giây phút cuối cùng. Cố lên các bạn ơi. Cho dù chiến thắng hay chưa chiến thắng thì chúng ta cũng có được 80 chương. Nên phải thi đấu hết sức mức của mình. Minh Chiến đã có lời nhắn là chí tính múa thêm xíu nữa đi. Huỳnh Tài mong rằng Bình Nghị sẽ mang cúp về. Gia Tưởng. Nhưng mà không dễ đâu nha bạn Huỳnh Tài. Anh Bi Long anh canh dữ lắm không có dễ dàng mà lấy được đâu. Vâng thì đã có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng mà đôi khi anh Bi Long cũng gặp phải thất bại ở những giải đấu trước các bạn. Ở trong bóng đá thì chúng ta không thể nói trước hay là dự đoán nhiều chính xác được. Bóng đá là một trong những môn thể thao mang lại nhiều cung bậc cảm xúc nhất và có tính bất ngờ. Không vào. Hai cú dứt điểm chéo góc liên tiếp gây khó dễ cho thủ thành Minh Lân. Minh Lân đã vào thay cho người đồng nghiệp Quang Trường ở trong trận chung kết. Xin chào Huỳnh Thanh. Xin chào Trọng Phúc. Xin chào Châu Minh Phát. Châu Minh Phát đã có lời nhắn là lấy cúp về Phan Kiệt ơi. Phan Thanh Kiệt. Bình Nghị thi đấu cũng rất là hay. Đội bóng này đã bước vào trận chung kết rất xứng đáng. Tuy nhiên thì đối thủ của Bình Nghị đó là Rồng Con. Một tập thể có phần dày dặn. Đội bóng của anh Bi Long đại ca có chiều sâu về đội hình. Không chỉ tổ đấu đầu tiên mà ở tổ đấu thứ hai chất lượng không hề thua kém nha các bạn. Còn phía Bình Nghị thì đã có một pha phạm lỗi với Minh Thuận. Hai cầu thủ muốn thử coi cái chân của ai cứng hơn. Có khả năng là Minh Thuận sẽ có một cú dứt điểm thẳng. Cú và dứt điểm hơi lành đến từ Di Khen. Tỷ số đang là 5-3 nha các bạn. Đình Phương, Minh Thuận là hai cầu thủ đã có được bàn thắng trong hiệp đấu thứ nhất. Và một pha phản lưới nhà của trung vệ phía anh Bi Long đại ca. Cơ hội chưa thể dứt điểm. Minh Thuận. Vẫn là Minh Thuận. Minh Thuận rất khéo. Vâng, mấy trái bóng đó mình không nên vào bóng quá quyết liệt đâu các bạn.
Pha can thiệp của Bảo Đen. Mấy bạn thi đấu mà bình luận viên ở ngoài cũng lo lắng cho bạn lắm. Dì khen. Tính nhỏ. Tính nhỏ làm gì đây? Đã có lỗi các bạn ơi. Bây giờ khán giả đang cổ vũ cho Bình Nghị rất là nhiều. Bình Nghị tuy nhỏ mà thi đấu rất là hay. Nhỏ nhưng mà mình có võ nha các bạn. Xin chào Nguyễn Di đến từ quê hương Ba Tri. Xin chào Lê Di Lộc, xin chào Trọng Nghĩa. Xin cảm ơn bạn Huỳnh Thanh. Trọng Đức đã có lời nhắn từ từ thôi Minh Thượng ơi. Nguyễn Phúc cũng có lời cổ vũ Bình Nghị cố lên. Xin cảm ơn Đức Tiến. Bạn Đức Tiến đã có lời cổ vũ dành cho bạn Bình. Tính nhỏ sẽ là người đứng trước quả đá phạt. Đức Tiến đã có lời khen dành cho bạn Bình. Xin cảm ơn bạn Trần An. Tính nhỏ. Phải nói là tính nhỏ thì đấu rất là nỗ lực các bạn. Tính nhỏ chỉ đứng tới ngang vai của đối thủ thôi. Nhưng mà không ngại tranh chấp tay đôi. Đã có lỗi. Một động tác thừa. Chiếc thẻ vàng. Lỗi thứ 5 rồi nha các bạn. Bên ngoài sân thì anh Vi Long đang chờ đợi trọng tài thổi nói còi kết thúc trận đấu càng sớm càng tốt. Không một hồi là anh Vi Long ra mua thuốc trợ tim uống các bạn ơi. Quả đá phạt hơi mạnh. Bạn Trần An đã có lời cổ vũ dành cho bạn Tân. Làm gì vậy Tân? An là ở ở. Thanh Kiệt. Minh Thận. Đồng con nếu như phạm lỗi thêm một lỗi nữa sẽ nhận một quả đá phạt các bạn. Wow! Đây sẽ có thể là đòn kết liễu của đoàn quân đến từ quê hương thành phố Mỹ Tho. Đội bóng của anh Bi Long rồi các bạn ơi. Di Khang là người ghi bàn, chỉ xúc màn áo số 15. Vẫn còn. Chào ta. Bây giờ anh Bi Long đang nhờ những thế lực khác nữa các bạn. Không chỉ mafia nhúng tay mà còn thế lực vô hình nữa các bạn ơi. Mới có thể giữ được chiếc cúp. Trời ơi. Bình Nghị mà ghi thêm một bàn nữa là trận đấu còn hấp dẫn hơn nữa. Tăng bò. Minh Thận. Mấy em của Bình Nghị đang tận dụng từng giây từng phút còn lại. Tuy chưa có được kết quả tốt ở trong trận đấu này nhưng mà tinh thần chiến đấu của Bình Nghị là phải đáng ngợi khen. Đã có lỗi nữa rồi các bạn ơi. Lỗi thứ 6 rồi. Người phải nhận chiếc thẻ vàng đó là Hữu Khang. Nếu như mà đồng con không tỉnh táo thì có thể một hộp bóng không cần thiết.
Minh Thuận sẽ có được quả đá phạt. Cho dù chưa chiến thắng trong trận đấu này nhưng mà chúng ta cũng có được highlight nha các bạn. Mỗi bàn thắng, những khoảnh khắc của chúng ta sẽ được ghi lại và sẽ được đăng tải trên nền tảng YouTube Gold Media. Các bạn có thể xem full trận đấu và edit highlight của mình đăng trên TikTok nha các bạn. Cú chân đẹp không vào. Xin cảm ơn Gia Bảo trợ lý. Vâng, vậy là xin chúc mừng cho anh Vi Long đã có được chiếc cúp vô địch tiếp theo vào bộ sưu tập của mình. Rồi mấy bạn tranh thủ rồi, mấy bạn tranh thủ.